Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ nắn gân răn đe Trung Quốc bằng việc điều kỵ binh B-1B lao ra Biển Đông. Những ngày này tình hình Biển Đông trở nên sôi động trên diễn đàn quốc tế với liên tiếp những động thái của các bên liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên vùng biển quốc tế quan trọng này. Gần đây nhất là việc Mỹ gửi công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 3 tháng 6 năm 2020 thông báo nước này đã gửi lên công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách được cho là phi pháp và nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông. Công hàm của Hoa Kỳ gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mục đích là ủng hộ lập trường của Malaysia gửi cho Ủy ban Danh giới Thềm Lục Địa và bác kháng thư của Trung Quốc ngày 12 tháng 12 năm 2019 và phản đối các yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với Công ước về Luật Biển Việt Nam năm 1982 UNCLOS, đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu hành đến tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Giới quan sát bình luận, lý do mà Mỹ đợi đến tận 6 tháng mới gửi công hàm phản đối Trung Quốc là vì Mỹ muốn các quốc gia có liên quan trong khu vực lên tiếng trước, cụ thể là Malaysia, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Qua đây, Mỹ bày tỏ sự ủng hộ các nước trong khu vực bảo vệ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tháng 7 năm 2016 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Trước đó không lâu, ngày 26 tháng 5, Indonesia đã có công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc nêu rõ sự ủng hộ của mình của các chính phủ nước này đối với phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực xử lý Philippines thắng kiện Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, nhiều tàu của Trung Quốc tràn vào vùng biển quanh quần đảo Natuna khiến cho Indonesia phải triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Jakarta đến để phản đối, đồng thời triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu ra khu vực. Các tàu Trung Quốc đã rời đi và trong tháng 1 năm nay, sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra thăm một căn cứ quân sự ở quần đảo Natuna nhằm khẳng định chủ quyền của Indonesia. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng các diễn biến gần đây ở Biển Đông có thể có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa lúc toàn cầu đang cùng nỗ lực chống đại dịch virus Vũ Hán, và cho biết Indonesia vẫn tiếp tục theo dõi chặt diễn biến trên Biển Đông. Đồng thời, bà nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Tiếp đó, trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 4 tháng 6 mới đây, Ngoại trưởng Retno Marsudi nói các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Chính phủ Indonesia luôn nhất quán trong lập trường của mình. Indonesia là nước lớn nhất trong khu vực và là một quốc gia thành viên sáng lập ASEAN. Các tuyên bố chủ quyền của Indonesia ở Biển Đông không mâu thuẫn trực tiếp với các yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông có chồng lấn với đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố. Có thể nói Indonesia là quốc gia ít bị đe dọa nhất trước các hành động ngang ngược của Trung Cộng. Nhưng sự lên tiếng của Indonesia có nghĩa rất quan trọng. Đất nước vạn đảo đã nhận thấy sự cần phải ra mặt bảo vệ luật pháp quốc tế tại khu vực cùng các nước khác để có thể bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của chính mình. Sự kiện này đánh dấu một thất bại trong chiến lược chia rẽ các nước trong ASEAN của Trung Quốc trong suốt những năm qua. Thiện cảm của dư luận Indonesia đối với Trung Quốc cũng được cho là ngày càng giảm đi. Hồi tháng trước, công chúng Indonesia đã phẫn nộ về vụ việc các thuyền viên nước này bị ném xác xuống biển sau khi tử vong trên các tàu cá Trung Quốc. Các thuyền viên được cho là đã chết vì đã làm việc quá sức. Đồng minh thân cận của Trung Quốc tại ASEAN là Philippines cũng có những động thái quyết liệt trong những ngày gần đây. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ do Mano Romedes hôm 3 tháng 6 khẳng định nước này quyết định tạm không hủy thỏa thuận lực lượng thăm viếng VFA với Mỹ. Những hành động hung hăng gần đây của Trung Quốc làm giới lãnh đạo Philippines quan ngại và không muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc quân sự với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ đã tỏ ra quan tâm hơn với vùng biển Biển Đông,
qua những tuyên bố cứng rắn và sự hiện diện dồn dập của những hải quân và không quân với những lực lượng quân sự tối tân như tàu chiến và máy bay ném bom trong những tháng vừa qua. Trước đó, Philippines đã trao hai công hàm ngoại giao phản đối nhà nước Trung Quốc đã chĩa súng radar vào tàu Philippines tại vùng biển Tây Philippines và đã tuyên bố một phần lãnh thổ của Philippines là một phần của tỉnh Hải Nam, đồng thời ủng hộ Việt Nam và chỉ trích việc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam hồi đầu tháng 4. Malaysia gần đây cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Malaysia Hisham Muddin hôm 23 tháng 4 nhấn mạnh nước này quyết bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mình ở Biển Đông giữa lúc có tin tàu khảo sát Trung Quốc và tàu Malaysia giằng co trong khu vực tranh chấp. Ông Hisham Muddin nhấn mạnh mọi tranh chấp nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Ông Hisham Muddin phát biểu dù luật pháp quốc tế bảo vệ tự do lưu thông, sự hiện diện của các chiến hạm và tàu khác ở Biển Đông có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, có thể dẫn đến những tính toán sai lầm gây ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Ngoại trưởng Hisham Muddin lưu ý việc chúng tôi đưa ra tuyên bố chính thức không có ý nghĩa là chúng tôi không có phản ứng nào trước tất cả các diễn biến về đề cập trên. Chúng tôi đã liên lạc cởi mở và liên tục với các bên liên quan, trong đó Trung Quốc và Mỹ. Ông Hisham Muddin đưa ra tuyên bố trên sau khi các nguồn tin an ninh của Reuters ngày 21 tháng 4 tiết lộ hai chiến hạm Mỹ USS America và USS Bunker Hill hiện diện ở Biển Đông, gần khu vực tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc hoạt động gần tàu khoan thăm dò đáy biển West Capella do công ty dầu khí Petronas Malaysia vận hành. Trong một diễn biến liên quan tại phiên họp Quốc hội ngày 18 tháng 5 vừa qua, Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah cho rằng Malaysia cần chú ý tới các hoạt động gia tăng của các cường quốc ở Biển Đông. Theo Quốc vương Sultan Abdullah, chiến lược quốc phòng của Malaysia cần đến tầm quan trọng của các ngoại trưởng quốc phòng, một chính sách đối ngoại thực tế, các điều ước quốc tế và vị thế địa chính trị của đất nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà vua Malaysia nói các hoạt động gia tăng của các cường quốc ở Biển Đông gần đây cần phải được chú ý. Do đó, Malaysia cần phải luôn nhạy cảm với khu vực trên biển, đồng thời xây dựng một chiến lược hỗ trợ cho khát vọng địa chính trị của chúng ta. Trở lại với động thái gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối Trung Quốc của Hoa Kỳ hôm đầu tháng 6, giới quan sát hy vọng sự kiện này đánh dấu một giải pháp mới trên Biển Đông do Hoa Kỳ dẫn đầu. Sau việc rút khỏi TPP cùng với nhiều động thái thể hiện sự giảm quan tâm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump cùng chính sách nước Mỹ trên hết, thì công hàm của Mỹ gửi Liên Hợp Quốc đã chính thức khẳng định quyết tâm can dự tích cực hơn vào tranh chấp Biển Đông của siêu cường này. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định rằng đây là mở đầu cho một trang mới ở Biển Đông, vừa có hy vọng giải quyết tranh chấp hòa bình, vừa có nguy cơ của chiến tranh nếu Trung Quốc không tự kiềm chế. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu Trung Quốc, học từ Đại học Maine cũng cho rằng các động thái của Hoa Kỳ, của một số nước ASEAN và của các nước có liên quan gần đây cho thấy rằng đang có bước ngoặt trong việc cùng nhau bảo vệ an ninh và lợi ích chung trong khu vực Biển Đông nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tuy nhiên, con đường nào cũng có chông gai và thử thách. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý dù sao các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cần tỉnh táo nhận định khả năng và cam kết thực sự của Hoa Kỳ khi Tổng thống Donald Trump phải chú trọng đến nhu cầu tranh cử trong khi phải đối phó với nạn dịch virus Vũ Hán, một nền kinh tế xuống dốc và các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc. Còn giáo sư Ngô Vĩnh Long đề xuất vì đang là chủ tịch ASEAN và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam có cơ hội thúc đẩy nhận thức cũng như tiến trình trong việc thiết lập các chính sách và cơ chế hợp thời và hữu hiệu cho các mục đích trên.
Và hơn hết, các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cần đoàn kết với nhau và hết sức tỉnh táo trước những âm mưu thâm độc chia rẽ của Trung Quốc. Như việc Trung Quốc luôn muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực bằng lập luận rằng Mỹ là một đế quốc ở bên kia thế giới nhưng can dự vào tranh chấp trong khu vực Biển Đông để thủ lợi, và rằng sự lên tiếng hay can thiệp của Mỹ đã và đang gây rối làm mất ổn định trong khu vực. Bởi Trung Quốc nhận thức được rõ ràng rằng nếu Mỹ chùn chân trước việc giúp bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh trong khu vực thì Trung Quốc sẽ có thể uy hiếp các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia có nhu cầu tham gia giao thông trên khu vực Biển Đông. Thời gian gần đây, không quân Mỹ thường xuyên huy động kỵ binh ném bom B-1B với tầm bay ở độ cao 9.000 km, tải trọng vũ khí đạt mức 65 tấn bom đạn các loại. Máy bay ném bom B-1B Lancer có thể tấn công ở bất kỳ đâu trên thế giới và được đánh giá là kỳ quan công nghệ của Mỹ. Máy bay ném bom chủ chốt của quân đội Mỹ với tên gọi khác là bóng ma bầu trời được hy vọng là có khả năng kiềm chế được Trung Quốc ở Biển Đông. Máy bay ném bom B-1 của Mỹ gần đây đã tham gia 3 sứ mệnh đáng chú ý nhằm thách thức răn đe Trung Quốc và Nga. 3 chiến dịch quân sự lớn mà quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay B-1 là cuộc thao dượt nhắm vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, nhắm vào Nga tại vùng biển Okhotsk nằm giữa Nga và Nhật Bản và phối hợp với không quân Ukraine tại vùng Hắc Hải. Cả 3 phi vụ này nằm trong khuôn khổ một mô hình mà không lực Mỹ gọi là sử dụng lực lượng năng động. Có nghĩa là Hoa Kỳ có thể chọn khi nào và bằng cách nào họ sẽ sử dụng lực lượng chiến lược để ổn định lại cán cân chiến lược ở châu Âu, Trung Đông, châu Á và những nơi khác trên thế giới. Đóng vai trò chủ lực trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ là B-1B Lancer, loại máy bay ném bom tầm xa có thể mang nhiều loại vũ khí. Hoa Kỳ hiện có 11 không đoàn B-1B đóng tại 7 bang và có thể triển khai oanh tạc cơ này từ căn cứ không quân Edwards trên đảo Guam và căn cứ không quân Five Forks ở Anh Quốc. Ngoài ra, không lực Mỹ cũng có thể sử dụng các căn cứ khác cho việc triển khai B-1 như căn cứ Diego Garcia trên vùng Ấn Độ Dương. 62 chiếc B-1 đã được hiện đại hóa trong một chương trình hoàn tất vào năm ngoái. Không như máy bay B-2, B-1 không tàng hình nhưng có thể mang vũ khí tầm xa tàng hình. B-1B cũng dự trù được sử dụng để chở theo một tên lửa siêu thanh của Mỹ hiện đang được phát triển, mang tên Ilyushin. Trong 2 phi vụ gần đây ở vùng Thái Bình Dương, oanh tạc cơ B-1B còn được trang bị một tên lửa không đối địa tầm xa Joy-I Super có tầm bắn 925 km. Tên lửa này có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố trên bộ và tấn công các chiến hạm, và như vậy có thể thách thức các hạm đội của Nga và Trung Quốc, kể cả hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. B-1 phải chăng sẽ là vũ khí răn đe hiệu quả của đối với Trung Quốc tại Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh liên tục thúc đẩy các yêu sách chủ quyền phi pháp khiến cho Washington thường xuyên tiến hành các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải. 2 chiếc B-1B Lancer thuộc đội oanh tạc viễn chinh tại căn cứ không quân Dulles ở bang Texas cũng được triển khai từ đảo Guam trong một phi vụ ngày 26 tháng 5 vừa qua trên Biển Đông. Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương đưa ra tuyên bố nhấn mạnh đây là sứ mệnh thuộc nhiệm vụ của lực lượng tác chiến máy bay ném bom nhằm biểu dương năng lực bay, tuần tra và hoạt động bất cứ khu vực nào luật pháp quốc tế cho phép theo thời gian và cường độ không quân Mỹ lựa chọn. Căn cứ quân sự DS hiện là nơi hoạt động của các oanh tạc cơ B-1B thuộc phi đội cánh bom số 7. Không quân Mỹ đã cho triển khai 4 oanh tạc cơ B-1B cùng với 200 nhân viên từ Texas với căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam vào ngày 1 tháng 5 với mục đích hỗ trợ lực lượng không quân Mỹ ở Thái Bình Dương và tiến hành huấn luyện cũng như hoạt động với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương khẳng định sứ mệnh trên Biển Đông thể hiện năng lực của không quân Mỹ trong môi trường an ninh bất ổn và đa dạng. Chuyến bay của B
Một Belenenser diễn ra trong bối cảnh không quân và hải quân Mỹ tăng cường hoạt động trên Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Hoàng Hải trong năm nay. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh báo hoạt động quân sự tăng cường của quân đội Mỹ có thể làm bùng nổ xung đột với Trung Quốc. Đây là phi vụ thứ hai của anh tặc cơ B-1 Belenenser và sau phi vụ đầu tiên ngày 29 tháng 4 xuất phát từ căn cứ không quân Edwards ở bang South Dakota. Chuyến làm nhiệm vụ đến Biển Đông kéo dài 32 giờ. Không quân Mỹ đã chứng minh khả năng làm nhiệm vụ xuyên lục địa với việc điều động máy bay ném bom chiến lược B-1 Belenenser bay thẳng từ Mỹ đến châu Á để tuần tra trên Biển Đông. Việc máy bay ném bom B-1B tuần tra Biển Đông hôm 29 tháng 4 diễn ra cùng thời điểm Hải quân Mỹ liên tiếp điều động hai chiến hạm thuộc hạm đội 7 ám sát của đảo Trường Sa và Trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong các hoạt động tuần hành tự do hàng hải vào ngày 28-29 tháng 4 vừa qua. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng hoàn cảnh để bắt nạt các nước láng giềng ở Biển Đông, quan ngại trước cách hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông. Hoạt động này thể hiện mô hình xây dựng những không quân chiến lược Mỹ trở nên năng động hơn, phù hợp với các mục tiêu của chiến lược quốc phòng quốc gia về sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom chiến lược Mỹ, thể hiện cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Đây là lần hiếm hoi Mỹ thực hiện tuần hành tự do hàng hải ở Biển Đông, cả trên biển lẫn trên không. Giới phân tích cho rằng các nhiệm vụ tăng cường là dấu hiệu chiến lược mới của Lầu Năm Góc. Việc điều động máy bay ném bom bay thẳng từ Mỹ đến châu Á là một phần trong chiến lược không thể đoán trước được, giúp cho lực lượng quân sự Mỹ trở nên linh hoạt và khó đoán hơn. Tiếp sau sự xuất hiện của hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B hay từ Mỹ tới Biển Đông hôm 26 tháng 5 vừa qua, thì ngày 28 tháng 5 năm 2020, một khu trục hạm của Hải quân Mỹ lại tuần tra vì tự do lưu thông hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam. Trong một thông cáo, Trung úy Anthony Junker, phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết ngày 28 tháng 5 giờ địa phương, tàu USS Mustin DDG-89 đã khẳng định các quyền và quyền tự do hàng hải tại quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi tiến hành chiến dịch trên, Hoa Kỳ đã chứng tỏ vùng biển này không nằm trong đòi hỏi chủ quyền vùng biển quốc gia của Trung Quốc. Theo một quan chức Hải quân Mỹ được trang CNN trích dẫn, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Mustin Love Alley Bunker đã đi vào vùng 12 hải lý của đảo Phú Lâm và đá tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Quốc cho biết đã điều tàu đến nhận dạng, theo dõi và báo cáo tàu USS Mustin. Trong một thông cáo được trang China Daily trích dẫn, phát ngôn viên chiến khu Nam Bộ Trung Quốc lên án quân đội Mỹ là nguồn gốc của những rắc rối và hỗn loạn ở Biển Đông. Đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông trong những tháng ở đây. Trước đó, trong một thông cáo đăng trên trang web của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, lực lượng Hải quân Mỹ cho biết là một chiến hạm Mỹ đã được phái đến làm nhiệm vụ ngay trong khu vực ở Biển Đông, nơi có tàu thăm dò dầu khí cho Malaysia hoạt động và một chiếc tàu khảo sát Trung Quốc gần đấy. Bản thông cáo nói rõ là tàu cận chiến duyên hải USS Guardian đã thực hiện những hoạt động hiện diện gần tàu khoan dầu khí West Capella treo cờ Panama ở Biển Đông ngày 12 tháng 5. West Capella là tàu khoan dò được tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia thuê để thăm dò trong vùng biển mà nước này tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của họ. Thông cáo kèm theo một bức ảnh chụp chiếc Gabriel di chuyển sát tàu khoan Malaysia và trích lời chuẩn đô đốc Fritz Kacher, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7, xác định rằng hoạt động của chiến hạm Mỹ cho thấy khả năng to lớn của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực
và là tín hiệu tốt nhất để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thông cáo cũng nhắc lại rằng đây là lần thứ hai trong không đầy một tuần mà một chiến hạm Mỹ đến hoạt động gần giàn khoan Malaysia ngày 7 tháng 5 năm 2020 vừa qua. Tàu cận chiến duyên hải USS Montgomery LCS-8 cùng với tàu tiếp liệu USNS Kasachowet TAKE-14 đã đến vùng biển này. Tàu chiến Mỹ hiện diện trong khu vực vào lúc Trung Quốc cũng cho tàu khảo sát hải dương địa chất 8 cùng với các tàu hải cảnh hộ tống đến hoạt động trong khu vực, vừa bám đuôi tàu Malaysia vừa làm công việc khảo sát nhưng từng làm vào năm ngoái tại khu vực bãi tư chính và bờ biển miền Trung Việt Nam, sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.